Xưa, ngựa đã đóng góp một phần công sức và hoạt động hàng ngày của con người. Video này hãy cùng tìm hiểu về ngựa các bạn nhé. Ngựa là động vật có vú, loài ăn cỏ, thuộc. Con người bắt đầu thuần dưỡng ngựa vào khoảng 4.000 đến 4.500 trước công nguyên. Ngựa chiến được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh, thời cổ. Ngựa là loài vật có tầm vóc khá cao lớn, thể trạng rất mượt. Bốn chân mạnh mẽ, cơ bắp kèm theo cái đuôi dài. Ngựa thường có màu nâu đen hoặc vàng nâu. Tùy thuộc vào giống, sự quản lý và môi trường. Nước uống, ngày nay ngựa có tuổi thọ khoảng 25 đến 30 năm.